Ngày 8 tháng 10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa bắt quả tang 5 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền. Theo điều tra ban đầu, vào tối 7 tháng 10, qua công tác tuần tra kiểm soát, tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát Môi trường BC06 Công an tỉnh Tiền Giang và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 5 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền thuộc địa phận xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho và xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo. Tại thời điểm kiểm tra, trên các phương tiện đang chứa từ 5 đến 20 mét khối cát, đồng thời các chủ phương tiện và những người có liên quan không xuất trình được giấy chứng nhận đăng kiểm, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường, không bằng thuyền trưởng, cũng như giấy phép khai thác cát của cơ quan chức năng. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, đồng thời buộc bơm cát trả lại lòng sông.